Mà có gì vậy? Baby, sao tôi dở như này quá? Mẹ mà cũng thuyền chị em ta vui sướng. Cái tâm bà ra quá nhiều mà. Nước con to quá. Nói mà đừng gọi chị nó đã tiền rồi. Cái này là nhiêu? 5 ngàn. Con người tham gia tạo ác chi cho quả thêm cay, cho người vui hơn việc cho buồn, người vui mình được vui luôn, người buồn mình cũng lệ tuôn theo người. Con cánh hồng rồi bấy lâu gánh nặng gánh dương trần nửa đời rồi hết đau tâm thành chiếc khai ngày nay hợp cảnh hợp ma duyên lên tìm cô qua đi tình đại và ngồi đây ai chở gạt vào mới thăm sâu dịu đi canh tình dưới trên tàu nên sắc mình mẹ ơi cùng cay điểm mà cùng gì em bốc phê bốc lạnh giữa kề mẹ say rồi mẹ chiếm đền về dưới trên xưa kia mình có gấp cũng thành tâm kính nguyện mẹ về kể đến ngày nay chuyện đăng cơ nguyên ai màng thai rất cái tình duyên nó cần phải mau mau thức tình bớ hồn hồn tiên mình trở lại để cẩn kề cung di thôi thời hai chữ kiếp thi gặp ma đây mà tỏ rằng chúc cho cô đạt được mối duyên nhân tâm thành chí nguyện trở về cũng mà di chúc cô về đăng giá ni trăm thành chí nguyện rồi mẹ ghi chấm thôi giờ nó mình biết có nhiêu đó thì mình làm được nhiêu đó cái gì nữa rồi chờ cô ba nha, thêm để mà cô ba rồi biết nói mà hướng dẫn và nói thêm những cái gì bởi vì tôi nghe nói giờ như mẹ chưa ban dưới các con trời chưa được yên lành nhờ suy nghĩ mẹ thầy đã tất tỉnh gia chung nên ban xuống mẹ đã tỏ sự với các con rõ thông rồi mới hiểu từng lời nói trong đạo pháp quyền vi nào ai tỏ rõ nhưng vì chữ đạo hiếu đồng chung một mẹ một bầu trời mẹ đã ban xuống cho con tới nơi sân châu không tâm những mẹ tâm người theo đạo pháp nguyện đi tỏ rằng cầu xin ơn đức thường cho thế mình nói tại sao hôm nay hội họp chung cùng mà đây thời đất cả năm người qua mượn đây trong cơ pháp linh nguyên của năm bà năm vị sắc phong miệng tiền nhưng lại đây mình phải thật lòng mà thật tâm mới đồng ý đồng tình chung quy vì đây chắc lệnh của cung di mẹ xây rồi mẹ chuyện hôm nay mới trở về lên tiền chịu kề vô gì về đây hai chữ thiết đây mình đây hành sự của cung di mẹ hiền mình đây sắc lệnh của kim tiền về đây tiếp sức
cô chẳng gieo duyên, mà giao cho xác thể cái hữu duyên để tỏ phần. Các cô ơi, tâm giả căn phần, mình hòa duyên để chuyện pháp ca mới tầm vũ gì. Dù là kẻ trước người sau, mới hành đi chuyện pháp ca. Mới tỏ phân mà quyền cơ bút pháp ngàn năm mẹ giáo truyền, thành tâm nhất giả với cổ quyền, mới thâm sâu diệu lý tâm tiền mẹ phán giao. Ngũ chi hiệp nhất tỏ bài, diệu cung mẹ đợi ngày ngày, mẹ trong phủ trùng cha tỏ cha phân, quyền năng vạn bảo mới thành tâm. Tôi hôm nay mẹ trước ngõ hầu, cũng bắt cầu cho mình đắng chung hòa. Đêm nay não tâm hai chữ quăng khai, mình tặng ngài để kiện ấy tâm thành mẹ cha. Thôi đây chúc đặng các đệ huynh chung cùng trở lại thiền na của cô ba thời. Về đây ai cùng ra đây, chứ xác đây cũng đặng có sướng nào các cô. Lên thiền bát nhã của cô ba, cũng một lòng chí nguyện lớn lai, mới hoằng thai trở lại đạo màu. Cho nên thánh diệu nước ngõ hầu chiêu cung, thôi chúc đây tất cả huynh đệ mình tròn câu chữ mạng thiên phán. Cô ơi, đây là một khi khác huyền tiên, chuyện mà linh tử linh quyên về thiên. Hôm nay hữu duyên đặng được chiếc thuyền của mẹ là nơi đây của cô ba hiền, khiến cho mà linh tử mà linh căn về đây mà chung quy thầy mẹ chung cùng mà mẹ mấy giờ này là thật là thấy giờ này nhìn rõ du di của mẹ hiền. Hôm nay chung một chiếc thuyền về đây, nhiều duyên mà huynh đệ hữu tình cùng hoài cô bắt tay gặp một chiếc đòn nhau, huynh đệ một màu mà Phật vỡ tiên tu đi, huynh đệ cùng thuyền màn này mẹ đã rước được linh tiên về thiền. Hôm nay ta phải vui mừng cùng nhau mà hỏi ngõ nơi này là bồng lai thiên cảnh nơi này Phật đã đặt để mang này cho mà tiện mà thấy nơi đây một chiếc thuyền thi, nơi đây một chiếc du di của mẹ thầy.
nghe cực khởi coi như bữa nay là một cái đề thi, một cái đề thi ở trên ba đề thi rồi. Mà nhớ cha nhớ mẹ thì con mới trở về, còn nếu không có trời có đất thương nhớ cha thì phải nhớ mẹ, thân thiết vào đời trong cảnh trái ngang. Cha thì ở trời mẹ ở đất thì con phải gần gũi người mẹ thân thương. Mẹ ấm bồng thương nhớ lắm con ơi, bao cảnh chắc chiêu đỏ đài thân xa. Mẹ thương con dãi nắng dầm mưa gió, tìm đến nơi đây là gốc mẹ già. Thương cho một cành hai nhà, thân như gà trống nuôi mà các con. Bây giờ mẹ đã còn son, nắm tay thương nhớ mẹ ơi mẹ bồng. Đã nói là dòng dông chứ lạc hồng, âu cỡ buồn thở gieo truyền cho cháu con. Ngày nay đất Việt đất này là của Lạc Long, cháu con dòng dông phải nói ông nói bà, thiếu đạo mà diễn toàn tứ ăn mà hiếu nghĩa thì tròn trăng. Em đã bối đi đạo con thuyền mà tâm linh em thờ cũng tốt cũng tươi bên trong thầu heo cành mà cành tình tình giá có phải không? Bên ngoài tốt như tư, bên trong như tơ như bồi, buồn thầm mình thôi. Đêm thì nước mắt chảy xuống không thời than thở, khiến những cái đệ huynh trong gia đình một mình gánh chịu gian trung. Rồi em mà nguyện mẹ để mà được quen lời đêm mẹ ơi con có lỗi lầm, xin mẹ tha thứ đường rằng con lỗi sai. Rồi mẹ sẽ chuyển tâm khai cho mà em được mà thời tâm Phật quán âm rồi để cho con được yên sáng trọn không còn đau khổ bởi vì đã gánh hai vai vai mang trọng trách gia đình vai mang mẹ một dòng để huynh nữa đúng không? Vẫn hả? Mà thật thấy chút chút vậy thôi.
Xin phép cô chú anh chị các bạn Hoàng kết thúc cái video tại đây. Cô chú anh chị các bạn xem nhớ bấm đăng ký và nhấn cái chuông để đón xem video tiếp theo của mình. Nhớ bấm like, chia sẻ để ủng hộ kênh cho mình nhé. Cô chú anh chị các bạn, Hoàng xin chào tạm biệt. Bye bye.